cân nhắc phương án rút bảo hiểm xã hội một lần. Triều Tiên công bố kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh. Jordan Marotta, cậu bé nhỏ tuổi nhất thế giới, nhận cánh tay sinh học. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu kép trong điều hành xuất khẩu gạo thời gian tới lương thực quốc gia. Theo ước tính, tại Việt Nam, tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá là 108.000 tỷ đồng một năm. Dù tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên giảm, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể ở các hộ gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc. Nhưng những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và mọi người dân Việt Nam hãy tiếp tục có những hành động thiết thực, xây dựng môi trường không khói thuốc, thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này, hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo đó, rút bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề lớn, tác động đến hệ thống an sinh xã hội và hàng triệu người lao động. Do đó, cần phải xem xét và đánh giá kỹ tác động trước khi luật đi vào cuộc sống. Dù được cán bộ vận động nhiều lần, song anh Hùng vẫn quyết định rút sổ bảo hiểm xã hội một lần. Hơn 21 triệu đồng tiền thanh toán chế độ, anh Hùng dự định chi tiêu trước mắt trong khi chưa tìm được việc làm mới. Tôi đã từng làm công ty may Hà Bắc 2 năm vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi xin rút bảo hiểm, mặc dù cán bộ rất ủng hộ tôi đóng bảo hiểm tiếp. Từng rút bảo hiểm xã hội một lần trước đó, đến nay chị Thịnh cho biết vẫn còn nhiều băn khoăn có nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không. Thì cũng đã tham gia 15 đóng bảo hiểm rồi, nhưng mà do quá trình nhà leo người cho nên phải rút một lần về để kiểu như là hỗ trợ kinh phí gia đình ấy. Tâm lý lo ngại không thể làm đến tuổi nghỉ hưu, sức khỏe giảm cộng thêm hoàn cảnh khó khăn đã khiến nhiều lao động rời khỏi thị trường việc làm và có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh. Thì cái việc rút bảo hiểm xã hội một lần cũng đang có xu hướng gia tăng. Thì tuy nhiên cái đấy thì nó cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó thì cái nguyên nhân mà cơ bản là cái kinh tế còn gặp nhiều cái khó khăn, cũng do một số cái nhận thức của người lao động và cũng do khó khăn của người lao động. Và một điểm nữa thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là cái việc rút bảo hiểm xã hội một lần là cũng một phần là do cái công tác truyền thông của chúng ta làm chưa tốt. Hiện luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang trình hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 1 chỉ nhóm tham gia trước khi luật có hiệu lực, dự kiến trước mùng 1 tháng 7 2025 mới được rút. Phương án 2, người lao động rút một lần, song tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu. Song nhiều ý kiến cho rằng cần có thêm các giải pháp hấp dẫn người lao động bằng các lợi ích, chứ không nên giữ chân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bằng cách hạn chế. Vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần, nó cũng là cái vấn đề mà để giải quyết những cái khó khăn của người lao động. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong muốn rằng là luật bảo hiểm xã hội, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này cũng quan tâm để có những cái giải pháp nhằm vừa tháo gỡ những cái khó khăn cho người lao động trong cái bối cảnh này, cũng như là hạn chế được cái tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo cho người lao động đỡ bị thiệt thòi. Mục tiêu của việc sửa đổi luật cũng là khuyến khích người lao động ở lại hệ thống để được thụ hưởng tối đa quyền lợi dài hạn khi đến tuổi nghỉ hưu, tránh những thiệt thòi khi rút bảo hiểm một lần. Tuy nhiên, việc sửa luật cần cân nhắc kỹ lưỡng và lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng để chính sách khi đưa ra thực sự phù hợp và dễ dàng đi vào cuộc sống. Đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Khánh Phú Grass thuộc khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực các nhà xưởng của công ty. Nhiều người dân chứng kiến vụ cháy cho biết đám cháy bùng lên rất nhanh và dữ dội, chỉ trong thời gian ngắn đã thiêu rụi, làm sập toàn bộ một nhà xưởng và một phần nhà xưởng cạnh đó. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng gồm trên 10 xe chữa cháy, xe chuyên dụng cùng trên 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an huyện Yên Khánh và lực lượng tại chỗ chữa cháy.
Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 5, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí thuộc khu vực cháy vẫn âm ỉ khói bốc lên. Được biết, đây là nơi tập kết phế liệu là cao su từ các cơ sở sản xuất giày dép để trở đi nơi khác tái chế. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 26 tháng 5 tại Brussels, trong buổi họp báo cùng Thủ tướng Palestine Mohamed Mustafa, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell, nêu rõ rằng một chính quyền Palestine hoạt động hiệu quả cũng là lợi ích của Israel, vì để đạt được hòa bình, cần một chính quyền Palestine mạnh. Tây Ban Nha cùng với Ireland và Na Uy sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine từ ngày 28 tháng 5. EU đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một lập trường chung từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Triều Tiên đã thông báo với Nhật Bản rằng nước này sẽ phóng tên lửa mang vệ tinh không gian về phía biển Hoàng Hải và phía đông đảo Luzon trước ngày 4 tháng 6. Thông báo này được Triều Tiên đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tại Seoul ngày 27 tháng 5, ám chỉ ba khu vực nguy hiểm trên biển, được cho là nơi mà các mảnh vỡ tên lửa có thể rơi xuống. Hai khu vực phía tây bán đảo Triều Tiên và khu vực còn lại nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các quan chức từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã xác nhận trong các cuộc đàm phán qua điện thoại rằng họ sẽ thúc giục Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch trên, vì bất kỳ vụ phóng tên lửa nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Hàng nghìn người biểu tình ở quần đảo Baleares, Tây Ban Nha để phản đối tình trạng du khách kéo tới ồ ạt trước khi bước vào mùa hè cao điểm. Hàng nghìn người biểu tình ở quần đảo Baleares, Tây Ban Nha để phản đối tình trạng du khách kéo tới ồ ạt trước khi bước vào mùa hè cao điểm. Khoảng 10.000 người tham gia biểu tình kéo xuống đường phố ở Palma de Mallorca, thủ phủ của quần đảo Baleares, Tây Ban Nha, giơ cao những tấm áp phích phản đối tình trạng quá tải du lịch ở Ibiza thuộc quần đảo Baleares. Theo Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha, vào năm ngoái, quần đảo Baleares là điểm đến được du khách ưa thích thứ hai ở nước này, thu hút 14,4 triệu người. Chỉ sau Catalonia, nơi đón tiếp khoảng 18 triệu khách, theo đơn vị du lịch Exciter, du lịch tạo ra 45% tổng sản phẩm nội địa GDP cho quần đảo Baleares. Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng vì mưa bão và lốc xoáy tại 4 bang Texas, Arkansas, Oklahoma và Kentucky cuối tuần qua. Tại Texas, Cảnh sát trưởng hạt Cookie Ray Sappington ngày 26 tháng 5 cho biết 7 người chết, trong đó có 2 đứa trẻ 2 tuổi và 5 tuổi, sau khi lốc xoáy quét qua thành phố Valley View cách phía bắc Dallas. Ngoài ra, nhiều trường hợp bị thương được ghi nhận. Lốc xoáy cũng phá hủy nhiều ngôi nhà và một trạm xăng, làm hư hại nhiều phương tiện trên cao tốc liên bang. Hạt Denton ở phía bắc Dallas cũng hứng chịu trận lốc xoáy vào tối 25 tháng 5, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, tài sản, đường dây điện. Thống đốc Grant Abbott đã ký sắc lệnh cho 4 hạt trong bang nhằm cung cấp tiền và nhân lực để giúp đỡ những người dân bị hỏng hoặc mất nhà cửa. Jordan Marotta, 5 tuổi, ở Long Island, Mỹ, không may bị thiếu cánh tay trái bẩm sinh, đã trở thành người trẻ tuổi nhất trên thế giới nhận được cánh tay sinh học. Theo báo The New York Post, cánh tay sinh học được thiết kế với màu đỏ và vàng, giống phiên bản đặc biệt trong phim Người Sắt, theo yêu cầu của Jordan, đã giúp bé trai trở thành siêu anh hùng. Daniel Green, bác sĩ chỉnh hình và chân tay giả được chứng nhận tại Open Bionic, giải thích rằng sự phát triển về thể chất và trưởng thành về mặt cảm xúc của Jordan đã khiến cậu bé trở thành một ứng cử viên lý tưởng, lập kỷ lục mới về người nhỏ tuổi nhất được nhận cánh tay sinh học. Bộ phận giả không xâm lấn được thiết kế để gắn và tách rời khỏi cánh tay trái của Jordan. Cánh tay sử dụng các điện cực và cảm biến để phát hiện những cơn co thắt cơ, cho phép cử động bàn tay và ngón tay một cách tự nhiên. Nó hoạt động bằng pin sạc trong khoảng thời gian 14 giờ đồng hồ và mất khoảng một tháng để sản xuất. Trước đó, Jordan đã từng sử dụng cánh tay giả nhưng không phù hợp bởi nó thiếu sự linh hoạt và các chức năng cần thiết. Bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.